Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì cũng đã một thời gian dài rồi thì mình chưa ra video. Thì hôm nay nhân tiện gần đến dịp Trung thu thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một bộ tài nguyên thiết kế dành cho ngày Trung thu. Thì sau đây thì mình sẽ giới thiệu về cái bộ tài nguyên này và mình cũng sẽ demo cho mọi người xem. Ở đây thì mình đã có chuẩn bị sẵn một cái folder tài nguyên thiết kế. Chủ đề của chúng ta hôm nay là về Trung thu. Ở đây thì mình sẽ có hai folder, Trung thu 1 và Trung thu 2. Cả bên này chủ yếu là dành cho phần mềm Photoshop. Còn ở folder 2 thì chủ yếu là ở bên AI, ở bên phần mềm Illustrator. Thì bây giờ mình sẽ thử mở demo cho mọi người một vài file ở trong cái bộ này. Ở cái file này thì nó tổng hợp các element để mọi người có thể sử dụng để cắt ghép và thiết kế ở trong ấn phẩm của mình, nó cũng khá là đa Tiếp theo thì mình sẽ thử mở một cái file khác ở bên folder Trung thu 2. Ở đây cũng có khá nhiều folder, bây giờ mình sẽ thử mở sẵn vài cái, chẳng hạn như cái này. Cái này thì nó có thể giống như một cái banner, hoặc là mọi người có thể sử dụng nó để làm backdrop cho các sự kiện về Trung thu. Ở đây thì mọi người có thể bố trí lại cái các trong text này sao cho nó hợp lý. Ở lần chia sẻ này thì chủ yếu mình sẽ chia sẻ ở cái file vector. Mọi người chỉ cần sử dụng lại nó, hoặc là mọi người có thể sử dụng element ở trong này để tạo cho mình một ấn phẩm riêng. Cái link tải của cái folder này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả, mọi người có thể tải về và sử dụng nó. Và mật khẩu giải nén của cái folder này thì mình sẽ để ở trên màn hình, mọi người hãy để ý và sử dụng mật khẩu này để giải nén cái folder. Thì video của mình đến đây cũng xin được kết thúc. Nếu như mọi người thấy nó hay, bổ ích thì có thể ủng hộ mình bằng việc đăng ký kênh và like video. Hẹn mọi người ở các video sau.